Xin được trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả bài thơ Viết cho con trong mùa đại dịch. Tác giả nhà thơ Phong Lam. Qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyên. Mong con giữ gìn sức khỏe nơi tuyến đầu chống dịch cứu dân. Ba không kịp về vào ngày mẹ sinh con để đón con trong vỡ òa hạnh phúc. Đất nước mình đang trong mùa đại dịch, người lính như ba lại lên tuyến đầu. Đếm điểm cao đốt lửa ngủ rừng sâu, ba thương mẹ nhớ con rồi lặng khóc. Những cảm xúc ban ngày ba cố cất, lúc đêm khuya lại thổn thức dâng trào. Con thân yêu, con bé bỏng biết bao, con chưa hiểu hết gian lao đất nước. Những yên bình mang máu xương đổi được, giờ chưa yên khi đại dịch bùng lên. Mẹ thương ba nên chia sẻ động viên, mẹ thay ba hôn con khi con khóc. Trong hạnh phúc cố vội dòng nước mắt, những ngày này chỉ biết nhớ thương thôi. Tổ quốc mình tươi đẹp lắm con ơi, mấy nghìn năm cha ông ta gìn giữ, và đêm nay từ trong từng ngọn lửa, ba và đồng đội vẫn lên đường. Viết cho con bằng tất cả yêu thương, những ngày quê hương chẳng yên vì đại dịch. Có người lính gạt niềm riêng lên chốt, bám biên cương ngắn nguy hiểm tràn về. Oh.